Gặp 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 mẹ con, gặp gặp con của Hằng. Cô Hằng ơi, gặp ai? Hiểu. Để ba con lên. Dạ. Con nghĩ là mấy sợ không? Sợ. Sợ rồi thì kìa, chị mổ là phải đền đấy. Đưa cái sạc rồi đền đấy cho ba. Dạ. Hiểu chưa? Hiểu. À, sáng qua 7 giờ con đi nha. Đang nói nhảm đó, nó đang nói nhảm á. Đúng rồi, mẹ thấy rồi, có nghĩa là mẹ nói này trong cái sáng tới này có rất nhiều bệnh lực, có rất nhiều đó thì chính phủ đó, có rất nhiều bệnh của người ta đó, hiểu chưa? Bệnh tượng của người ta này, chúng ta trong cái sáng này rất là nhiều này, mẹ nhìn mẹ thấy rồi này. Cho nên là ta nói là người nhà trong giảng này phải đưa để lấy cho mẹ, cho mẹ cùng cái sáng này, hiểu chưa?
nên gặp ta rồi, bị không có đường thoát đâu. Các cái đứng ta này, chỗ trong cái xác này quá nhiều, cho nên là hành cái xác này cái chỉ mổ không không điên điên hết. Đúng không? Mấy tường có đơn giản đi, nó đột mí đã đỏ luôn đó. Chứ không phải là cái muỗng mà mí đơn giản mà cái chỉ muỗng mà hôm nay tao ngồi đây tao nói với mí đâu. Đưa cái sạc rồi đến đây gặp mí cho tao đi. Cười hả? Mới có con ba lớp 5 là cái tháng được nó nhột. Hỏi gì nó khác ra nó nhột. Làm sao mấy con gì nó nhột. Như nãy nó nhột sao không? Hiếu, nói gì? Chuyện Hiếu, nó nhảm gì vậy? Gì nó nhảm gì vậy? Nó nói chuyện với mấy mẹ, mẹ kìa. Cái xác này bấy giờ nó có nhiều kỳ ta lắm, biết chưa? Ta của cái mổ mà cả cái phòng thay người ta đi mổ mà bên thay lỗ bán này, bên thay ngải này, thay bô này, đủ thứ thay hết đi. Cái mổ này bệnh tượng của người ta bấy giờ vô cái xác này làm cho cái xác này không điển này. Còn cái phần hành cẳng là ta đã hành lâu rồi, chứ không phải mời đấy đâu. Còn cái phần nội nhảm này là cái chỉ mổ là mẹ nói là cái phần bệnh này, cái mổ mà ta của người ta đó vô bắt cái xác này này, nó bắt cho khung cho điển đó. Cái hiểu mẹ nói không? Hiểu không? Hiểu. Hiểu không? Hiểu. Hiểu làm sao? Bắt đầu nghe chứ làm sao? Bắt đầu nghe đầu chứ làm sao? Nói nghe. Làm sao? Tâm thân cái tinh thần ô ni khi cả nó tăng tất cả các sở và cái con vô lý sinh ta này. Tâm thân cái tinh thần vô lý sinh ta. Trời trời. Hay không? Có ai mà không có ai một đâu mà lại mà đào một trên hai. Cái anh Phương ba chị đó hai hết. Anh này năm, anh này sáu. Bây giờ cái xác này đang nổi nhảm đó. Đó có nghĩa là mẹ nói là ta đó. Cái xác này gọt bao nhiêu này? 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, mẹ yêu cầu trong giảng cái mũ mà mẹ nói là cái nỉ mà nha nỉ trong giảng đây này, đưa cái xác này để mẹ gặp đi. Gặp ai? Để mà cái mũ là mẹ tìm tới chỗ đó. Gặp gặp ai? Gặp mẹ con hay là gặp con? Gặp bố đi xin tha cái xác này này. Gặp 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 mẹ con hay gặp gặp con của Hằng? Của Hằng gặp ai? Con đi đâu ta nói là bây giờ ta đang yêu cầu là ta nói trong giảng là đưa cái xác mi đến đây. Đến cái nơi bên tả này ta cục cho. Hiểu chưa? Hiểu. Để mà anh lên. Ha. Mừng lên. Có nghĩa là đi gặp đi. Có nghĩa là đi gặp đi. Ra cái mũ mà đến đơn của tả này. Để cho cái mũ mà tác làm cho cái sạc. Cái mũ mà bình tĩnh trở lại. Cho nên không là cả cái bên ta này này. Nó thêm một quẩn cái sạc này. Nó đẹp nó ăn hết. Nói chuyện với mẹ đi. Nói chuyện đi. Chờ bác không? Dạ. Sợ. Sợ rồi thì cái chị mổ là phải đền đấy. Đưa cái sạc rồi đền đấy cho ta. Dạ. Hiểu chưa? Hiểu. Sáng mà 7 giờ đi nha. Cái mổ đó, cái mổ mà chạy cái đường dài đó. Đi ra đây đền đấy cho mẹ. Đưa cái sạc đền đấy liền cho mẹ đi. Mẹ không đợi lâu nữa. Rồi vậy để chút kia thổi đưa lên. Mang tham đi xin thuộc phun đi, cả nó mang tham này cả này xin ta hạ đi, cô nó muốn đi xin ta. Mang tham này xin ta hạ xin cả nó muốn đi nghe. Nếu mà dùng nói chung là không có đứa hỏi luôn, về đứa biết ai, nhậu cũng có đồ, rồi lửa đầu vẫn đang ra đấy, ha. Để chút nói với anh Thảo, chút đi luôn nghe nè. Bả kia có khi gặp bả lắm, nha. Rồi nói chuyện với mẹ đi rồi. Thì chuyện nó lắm, thì nó có nó làm sao. Anh không gì đâu, bỏ nghĩ là ta nói này. Ta không đơn giản như nghĩ đâu, có nghĩ là đập cái xác này bảy giờ đập lên nhiều thứ. Ở đây nè, nghe nè. Nghe nè. Ở đây là ăn cái xác này đập nhiều. Nó nghe nè. Ê. Bà kêu chút lên bả kìa. Bà thầy với chỗ này vẫn biết nè nghe không? Bà kêu chút lên bả nghe không? Rồi đi tắm rửa thay đồ đi ông nội, con lấy áo thay đồ, con lấy áo đi luôn. Lên lên lên, chạy lên 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 cho mẹ. Dạ tắm rửa thay đồ đi rồi đi. Chị mổ sạch sẽ đẹp đẽ đi, rồi cái chị mổ đẹp đấy. Mẹ làm cho cái sạch sẽ trở lại. Cái mổ mổ nó mới nói là không có để
cũng xì cái xác của con này. Cho nên là cái mũ mà làm con cái mũ mà không có được đẹp, hiểu chưa? Hiểu chưa? Hiểu. Đưa đến đây gặp cho mẹ đi. Dạ. Mẹ không đợi nữa. Nếu dạ. có một ngày nào đó mẹ tìm được con đó về chỉ mũ đó, mẹ đột không còn ra trỏ luôn đó. Dạ. Mẹ nói chứ. Dạ. Hiểu chưa? Trời đó, chắc này con chị tắm rửa đi, nó vòng vòng nữa. Tắm rửa đi bà nội. Tôi sợ. Mà để ăn cho gia ăn đi, cho gia ăn đi rồi sao? Sáng trong cái sạc này bảy vô rất là nhiều bệnh tưởng của nó này, của cả cái bên của chủ đó, bên cái tỷ mà mua làm ống này, mua lỗ ba này, rồi mua cái tỷ của mà ống này, đủ thứ loại hết này. Đó là người ta không đi ăn cái sạc này quá nhiều rồi. Còn cái chuyện ăn cắn người ta nói là cái sạc này là một quỷ nương tử mà trên cũng chơi đảo lợi, hiểu chưa? Ăn sạc cái chỉ mũ, nếu gặp ta sớm đi cái chỉ mũ nó dài ra rồi. Ủa là cái đĩ hạt mà hầu mẹ. Con cái đĩ bảy dưới đã đi nhiều thay quả rồi. Bây giờ cả cái bính tan người ta cái bố bổ xẻ. Bổ xẻ cái xác này này. Đưa đèn đây cho gặp đi. Nghe mẹ nói không? Dạ con nghe, để con lên. Rồi lên đi. Dạ để chút nó bốn dạng lên nghe mẹ, đang lên liền nha. Dạ để thay đồ lên liền. Bạn sao mà kinh cho đi biết khổ lúa đi xin thả mắt thả mà thả phụ thằng đi xin đẹp. Dạ. Bạn thì cái nhà cái phụ lúa đi xin thả bọn thằng đi khai bạc thả phụ đi xin. Hiểu chưa? Dạ. Mi biết ai đấy không? Dạ để con đi. Ngưng đi, ngưng đi, ngưng đi, để thay đồ lấy đồ đi. Để tắm lại đi. Đó, cho mình tắm lại hết sơ sơ rồi tắm vô đi. Để nó cứ cạnh nó vốn hết. Để con ở đây, con ở đây. Chị thẳng em hết số đó lên cái hết để anh thay đồ lên nghe mẹ. Rồi khoảng thời gian đi xuất cảnh đi khu lô đi cảnh xin thả. Dạ 4 giờ lên để anh lấy đồ lên anh. Lên dạ rồi. Dạ anh sao làm cái này cũng khoảng phải dẫn lên đứa cái sạc rồi để lấy cho mẹ tiếp. Dạ chứ? Dạ bọn thị khả vũ đi xin thả mong phải đi. Dạ gặp ta rồi đi không mà chạy ở đâu được hết. Rồi đi thay đồ không nói, đi đâu không tắm rửa không nói. Để đi đi đi, đi thay đồ luôn đi. Anh ơi, cũng như chuẩn bị xe lấy đồ thay đồ không đi, thay đồ đi. Rồi ông nội sao không tắm rửa thay đồ không đi. Bạn áo vô thay đồ ông nội, bạn áo vô đi ông nội. Bạn đi lên mẹ đó đụng chỉ đi. Thay đồ lấy thay đồ đi.